vụ đối tượng manh động bịt mặt, cầm dao xông vào một công ty bất động sản ở thành phố Đà Nẵng nhằm mục đích cướp tài sản. Mới đây, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết đã bắt giữ được đối tượng trên sau 5 ngày truy xét. Vào sáng ngày 26 tháng 10, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng Huỳnh Bá Danh sinh năm 1992, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ về hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 19 tháng 10, khi chị DTMJ trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, đang cùng anh LVT trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, và một người phụ nữ khác ngồi bàn chuyện tại phòng khách của một công ty bất động sản ở tổ 66 phường Hòa Quý, thì bất ngờ bị một đối tượng bịt kín mặt xông vào. Đối tượng này dùng dao kề cổ chị Dê đòi đưa tiền. Sau một lúc lợi dụng đối tượng sơ hở, anh T đã dùng ghế chống trả khiến đối tượng bỏ chạy. Không thực hiện được hành vi cướp tài sản của mình, đối tượng bỏ ra ngoài sử dụng một xe máy không gắn biển số chạy về phía đường Nguyễn Phước Lan rồi tẩu thoát. Sau 5 ngày truy xét, cảnh sát đã làm rõ và bắt giữ được nghi phạm. Tại cơ quan công an, Danh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.